Hello cho mọi người nhé. Video này mình quay về mình sửa cái tủ kem, cái tủ lạnh mini gia đình model cho mọi người này. Aqua 55AR. Tủ này là tủ 55 lít trên 50 lít. Có nghĩa là số lít nó sử dụng đó là trong khoảng này 50-53 lít. Đối với tủ lạnh này thì mình cắm điện nhưng mà máy nó không có chạy. Xem có giống không? Mình đo ở đây không thấy có điện. Đây, cái đồng hồ mình nó bị gãy kim rồi mọi người. Đặt đồng hồ khác mà đây sẽ tạm được. Thì mình đo thông mạch nó vẫn kim, cái đầu gãy nó vẫn chạy lên này. Đó, mà nó kêu này. Là bật trong 220V này. 250V này. Trước khi đo thì mình thử đồng hồ trước. Mình cắm vào điện lưới. Đó, kim nó vẫn nháy lên đó. Nó bị hư nó lên thế đó. Mình đo lên không có điện. Đã cắm điện đấy nhá, từ đó. Đó mọi người, không có điện. Rồi rút đấy. Cái tủ lạnh này nó hay hư. Sanjo đấy nó hay hư, khi không có điện nó hay hư công tắc nhiệt đấy mọi người này. Rồi tháo đi. Giống như là lấy khác, lấy cái tủ Sanjo á. Nó kia có tủ Sanjo kìa. Đây mọi người này, nó hay hư cái này này. Mình cho thợ tháo cái này ra nè. Nó hư cái này, cái này nó không ăn thì nó hư đó. Mình chưa đo cái này luôn nhưng mà mình đoán nó hư cái này. Bây giờ mình thử cái luôn này. Mình thử tháo luôn. Cầm một tay nó hơi khó quá. Mình chỉ rút cái này ra. Mình chợ thợ lấy vào thợ làm thì quay dễ. Đây, cái này mình lấy được cái tủ khác ra. Sao nó lại có cái đinh đấy ta? Sao nào? Hả? Đây, cho bạn là có cái G. Đây, ở trong này nó có cái G này. Bóc cái G đấy vào, bóc hai bên rồi. Rồi, này không có đinh. Lấy cái ra đi. Lấy cái củ ra này. Lấy cái này ra xem giống không đã. Giống. Thì tháo cái trong này ra sau này. Rồi mình gãy cái chốt. Cái mũi tua điện đặt ở giữa khe này. Rút cái mát ra. Cầm cái điện rút, cầm đó, cầm cái sắt rút ra hết ra. Hai cái đấy gắt bên nào cũng được. Nó công tắc thôi mà. Đúng không? Theo cái này không có gì mát. Mát thì cắm vào đây cũng được, mát cắm vào đây cũng được. Không vứt mát thì cũng được, có sao đâu. Rồi, lấy cái máy mài cái đinh bằng cái này đi. Không lấy cái công tắc của cái này không được. Có công tắc đâu mà lấy. Đừng rút ra nó hư rồi. Lấy cái mài đinh mài bằng cái này luôn này. Nó cắt. Rút được thì khỏi cần mài. Đây cái củ đây mọi người, mình sẽ đo cái này. Cái củ hư xem nào. Không vừa thôi, vứt mẹ đi, còn vứt mát đâu, kệ mẹ nó.
Bỏ cứ bỏ trong hộp đấy là được. Bật thang to ôm nha mọi người này. Đó, ôm này này. Đo cái thang này này. Đồng hồ không ăn luôn này. Thử đồng hồ chút này. Đó, đồng hồ ăn nó lên kia. Đó, nhưng mà cái này thì nó không ăn. À, mình gặp cái Sanzo nó hay hư cái này nhá. Aqua giống như Sanzo thôi. Đây không ăn đây. Đó, cái này nó hay hư. Được không? Rồi cho mát vào trong đi. Rồi. Chốt. Chốt nhựa này, đó này. Rồi gạt ốc rồi. Gạt cái đinh đi vào. Gạt cái ốc nhựa thôi, gì đâu. Rồi, rơi được rồi. Quyền đo nó hư lên là tốt. Cắm đi. Sáng giao được điện thoại. Ăn không? Chạy chưa? Hả? Không chạy hả? Cái kia cũng hư luôn à? Không chạy được rồi. Này chốt đút vô phát rồi chắc luôn ta. Cái kim này đâu à? Hả? Kim đâu à? Cái mẹ nó đâu đúng không? Nó kêu như vậy là đưa được rồi đó, cần gì phải kim. Nó lên cái nhìn cần thấy à. Đó này xem ăn không nào, công tắc này xem ăn không nào. Để kìm rút ra. Để kìm rút ra, rút ra đó. Không. Không ăn thì nó chết mẹ nồn đâu nữa. Cái này cũng hư rồi mọi người. Chọc kim với nhau cho nào. Đó. Chết rồi. Chết rồi. Lấy cái khác đi. Có cái nào không? Đây mình dùng một cái máy khác, cắm hai cái đầu dây thứ trước ngoài đi, mình đem vào sau. Bên tạo là lắp có vừa không? Cái đó. Vừa thôi. Rồi. Cắm điện rồi. Muốn cắm biết biết chạy không, lấy cái đồng hồ kẹp dòng có từ từ đó. Lấy đồng hồ kẹp dòng đó. Đồng hồ kẹp dòng đâu? Kẹp dòng này, cắm đi. Đó, có dòng chạy này. Chạy mọi người này, đó. Hư đó. Ôi, có không có điện đây mà có hư cái gì đâu mà. Chạy nha mọi người, dòng nó này. Nhà tủ mini thì dòng nó, tủ lốc nó nhỏ nên là dòng nó rất thấp. Tầm 0.4A thôi. Càng chạy dòng nó càng thấp xuống. Nó cái này ok đó mọi người. Nó hư cái đó. Nếu cái mới khác vào cái này thì lắp vào nhưng mà nó không được. Thì cái này của cái tủ, của một tủ Sanzo khác. Cái thằng Sanzo nó hư cái này nhá mọi người. Thì gặp suốt. Thế nó hư cái này. Cái này thì mình lắp vào là xong, mình sau lắp nó gọn gàng là xong thôi. Nó là một cái tủ khác, thẻ bota âm, có nghĩa là nó ngắt ở nhiệt độ âm. Nó gắn trực tiếp với dàn lạnh, dàn đá. Và cái này thì mình không quay cái đoạn mà mình lắp nữa thì mình đừng có bẻ cái đấy nó gãy là xong ấy, cái đấy không được gãy nhá.
mình không quay cái đoạn lắp nữa mọi người, mình quay thế là được rồi. Cảm ơn mọi người xem video nhé, chào mọi người. Mình lắp sao vừa là cho vừa là được thôi.